Thì xin chào bà cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện tại hôm nay là Tiền đang có mặt ở trên miếu Bà Hoàng cả nhà ơi. Hôm nay thì rất là vui mừng luôn vì được chị Jennifer Nguyễn có gửi cho miếu bà là một số tiền như cả nhà. Thì số tiền bao nhiêu thì chút xíu nữa Tiền sẽ công bố sau nha. Thì hôm nay thì rất là vui luôn. Năm rồi thì mình làm cái lễ miễu thì nó cũng còn một chút khó khăn, nhưng mà do là được các mạnh thường quân có ủng hộ để làm cái nhà bếp, mà năm nay thì mình nấu rất là khang trang rộng rãi luôn. Năm nay thì người ta đi cúng miễu ở bà thì cũng được dư ra số tiền, cho nên là chỗ của ông Út với ông Tư với lại mấy chú ở đây thì cũng có dự kiến là sẽ mua thêm một phần đất ra để mà làm cho nó rộng thêm cái phần sau nữa cả nhà. Do là năm rồi mình làm đợt gồm làm thì nó cũng có một chút xíu là chặt chội á, rồi lớp nào á phần nấu ăn á thì cũng khá là đông á, cho nên là nó cũng hơi không có sàn nước nữa, cho nên là nó cũng hơi không có ổn định cho lắm. Giờ thì Tiền sẽ vô để mà gặp ông Út với lại ông Tư với lại ông Bảy rồi hết cả nhà ơi. Đây miễu năm rồi thì làm rất là lớn luôn, phần bên đây thì ngôi miễu của bà nha. Dạ ông Út, ông Bảy. Chưa, bây giờ để dẹp mấy cái này cho nó. Dạ. Mẹ ơi, con cắt kiểu khó lắm. Con ăn gì ạ? Dạ, ông Út với lại ông Bảy, hôm nay là con đến đây để mà gửi tiền của chị Jennifer Nguyễn gửi tặng cho miễu bà ha. Giờ thì mình nói về tình hình miễu trước ha ông Út ha. Dạ, năm rồi thì chắc miễu của mình đó là đi là chắc là khá là đông không Út hả? Rồi, năm rồi á thì so với là các năm trước á, có thể là khách đông là chừng 3-4 lần. Vậy ha. Vì dạ, người ta tín ngưỡng càng ngày càng đông, cho nên dạ, là ông Út thấy là cái bếp cắt vừa rồi là nó không đủ sức chứa cho khách. Dạ. Nên ông Út có dự định là để là mở thêm cái bếp nhì nữa. Dạ. Và đồng thời là bà con là người ta cũng vui lắm. Dạ. Không? Người ta cũng mong cho Út mở đó. Dạ. Tại vì năm rồi là mình mới vừa rồi là mình làm là nó khá là chặt ha. Nó làm thì khang trang đẹp. Dạ. Nhưng mà ngặt cái lượng khách nó so với mấy năm vừa qua thì cũng đông gấp 3-4 lần đó. Dạ. Giờ mình mở ra cho nó rộng rộng chút. Vậy là mấy ông dự kiến là mình sẽ mở ra ha. Mở ra. Dạ. Cho nên đó là hôm nay là mở, định mở bề ngang 5m đi gì, nhưng mà tình hình mua đất đai nó khó, cho nên giờ này mở nó cũng như phân nửa cái bếp rồi vậy đó. Nhưng vậy mà nhờ có chiều dài một chút. À, giống như là mình dự kiến là mình mua đất được rồi hả? Đó nó vậy. Dạ. Giờ mình đi ra phía sau đi ông Út ha. Rồi. Dạ. Bây giờ đi ra phía sau cả nhà ơi. Do là ông Út nói là mình cũng mua được đất á. Đi ra phần phía sau. Mèo đi với mẹ không? Đây. Cái này là phần phía sau. Đã muốn ông Út cho con gắn cái này cái ông Út. Dạ. Rồi. Đi xuống rồi, xuống rồi. Đó là cái phần mũ của cả nhà, là cái phần miếng này nè, ra đây mấy cái cây cũ còn đó là mấy ông làm dựng sàn nước. Chưa, không có xong, bây giờ phần bao nhiêu, tính bao nhiêu. Kể. Hiện tại là mình mua thêm là khoảng được nhiêu nữa rồi ông Út? Thì bây giờ nè, dự định đó là mua là bề ngang cũng nói có đuôi này 5m, nhưng mà phía bên kia người ta không bán, rồi mình giờ mua chỉ cái chủ bên đây như phân nửa đó. Phân nửa cái bếp này nè, ra được 8 thước đó, là tới cái chủ đó đó. Tới cái chủ đá đó đó. Đó. Là vừa rồi cũng là có dư số tiền mua được nhiêu đó, mà mua bên kia người ta không bán. Vậy là thôi bao nhiêu tính bao nhiêu đi cho nó đỡ ra, chứ cái lượng khách năm rồi đó là nó đông dữ lắm. Là bề ngang là mình được kể như 2m mấy đó, dài 8m đó.
Rồi, vậy là cũng non non 20 mét vuông. Dạ. Ở phần phía sau này là cái hầm không biết không? Hầm, cái này hầm xây dựng nó nặng nề lắm. Dạ. Rồi dự kiến của mấy ông là mình làm sao biết? Cái này hả? Thì bây giờ là cái đầu tiên là mình là làm cái nền trước. Cái nền rồi mình bơm cát trước. Rồi cái khoảng đó mình mới có điều kiện khả năng nữa mình đi lên cái phần trên. Giống như là giờ mình cũng chưa có điều kiện, bây giờ là miễu đợt rồi từng là bước người ta đi là mình cũng dư ra chút xíu. Chút xíu mình mua đất nè. Rồi mình mua đất cũng còn dư không Út? Cũng còn dư đâu 10 triệu vậy đó. Cũng còn dư chút đỉnh. Rồi giờ là mấy ông là tính là mình có khả năng trước bao nhiêu mình làm bấy nhiêu ha. Đó là vậy đó. Mà cái yêu cầu là cuốn nền trước đi, rồi sau đó khoảng từ từ mình đi tới nữa, nó vậy. Dạ dạ. Đây là tới cái phần cái trụ tới cái trụ đó đó. Ngay chỗ mấy cây chuối á. Còn cái phần nè, vừa rồi nè, mắc á là dựng cái cây này để làm cái mà sàn nước thêm đó đó. Dạ. Thấy không? Nó thiếu rõ ràng cho nó cây nó còn dấu vết nè. Nếu mình đi ra thì mình về ra thì nó rộng hơn. Nó rộng hơn, có thể mình khỏi làm cái này. Dạ. Đó là gì? Còn cái phần bên kia hình như phần bên kia người ta để người ta mà xây dựng cái gì gia đình ta. Dạ. Cái gì đó. Rồi thôi kệ nhiêu tính nhiêu đi. Dạ. Cho nó đỡ ra chứ giờ này. Dạ rồi vậy thôi mình đi lên đi muốn quay. Rồi rồi. Giờ có nhiêu mình làm nhiêu trước hả? Rồi có nhiêu làm nhiêu. Là mình hỏi nhiều lần mà người ta không bán. Trời ơi tới chính quyền hỏi nữa mà. Mà hỏi càng nhiều nó càng mít lòng thêm. Dạ. Rồi dự kiến của mình là mình có để cái này thinh không hay là sao? Cái này hả? Bây giờ như nè. Bây giờ là hôm trước là ở đây là bà con đang ngồi đặt hết trơn á. Dạ. Bây giờ nếu ông Út mua được á là ông Út có sẽ là giờ này đi ra đặng cho ra. Những người đi nấu với nồi chách đồ đi ra ngoài luôn. Dạ. Rồi thùng nước này đi ra rồi á là sàn nước đi ra luôn. Dạ. Thấy không? Rồi cái này á nếu mình á là thuận lợi á mình có thể mình giải tỏa luôn nữa cho nó rộng ở trong này ha, mình dồn ngoài mình hết. Về ra ngoài sau cùng luôn. Đó cái thùng nước cũng vậy luôn đó, đặng cho nó rộng. Còn nếu mà mình để gì là nó chặt lắm. Hình như bên đây kế cái mộ quá. Dưới phần ở bên đây là nó kế cái mộ nó thành ra. Giờ này mình thấy để cái cầu kế bên đây nó không có thuận lợi cho đôi bên. Dạ. Là lúc trước là mình xây cắt trước. Mình bên... xây trước rồi kế đó người ta là người ta nằm sau. Nhưng mà điều cái tâm lý người ta làm như người ta hơi trách mình. Dạ. Thành ra thôi kỳ này nếu mà thuận lợi mình đưa ra ngoài cho luôn. Dạ. Cho nó suông. Để cho nó suôn sẻ. Nó suôn suôn. Nó đã nhiều khi mình còn gốc dứ thì cũng có cái mã cái dương bên nữa. Bên đây không? Rồi. Chứ mới đầu Út tính là làm bên đây làm nè, là làm cầu bên đây nè. Đó, cái mã nằm không bao lâu ấy, về đây. Dạ. Nằm rồi là cái ông Út đưa lên này cái không bao lâu cái người trên này nó. Dạ. Giờ này hình như cũng nhà cầu thì nó nằm ngay cái mã thì nó cũng đó đó, thành ra làm như người ta có hơi quán trách mình. Dạ. Nữa nhưng người ta đi sau. Thôi bây giờ mình phá ra thì mình lấy cái này thì phần này nó rộng hết. Rộng lắm. Rồi cái này cũng đưa ra luôn đó nè. Thành ra kể như là những vật dụng mình đưa ra hết đó. Dạ. Chứ năm rồi ta là trời ơi cúng rồi người ta ngồi người ta là thôi. Không có chỗ quay á. Dạ. Tại là gọi là con lên cũng lên đó. Nấu nướng rồi kia cũng hơi chặt. Chặt lắm. Cái này thì nữa mình về. Dời ra luôn, đẩy ra luôn, đẩy ra ngoài luôn. Dạ. Coi cho 2 mét mấy mà nhờ cái đường dài, thấy không? Đường dài đó mình đưa cầu tiêu đi cuối. Ủa cái này là nó đi xéo hay đi thẳng? Xéo, nó hơi xéo. Nó đâm xéo bị cái đất người ta nó đi xéo. Thành ra là mình phải chạy theo. Vậy là mình chạy theo xéo luôn. Vậy chứ sao giờ. Yêu cầu có đất là quý rồi đó. Dạ. Cái phần trên này là lúc đó là cũng làm nhà. Cái này là gì không? Vệ sinh, nhà vệ sinh. Nhưng mà sau khi được cái bếp này cái mình là phá nó ra giải tỏa mình làm cái nhà kho. Dạ, nhà kho giống như mình đựng đồ. Đựng đồ gia dụng đồ. Nó cũng tiện lợi lắm. Trong này là cũng đựng thao ca nó vậy đó, nó cũng đỡ lắm. Bị gì đất mình chặt, mình phải tận dụng như lắm. Dạ, vậy đó. Rồi mình ra luôn. Cái miễu này bị gì đất đai chặt trội ra. Đợt rồi hình như là chị cũng có gửi tặng cho miếu số tiền đó không Út? Để mà mua dụng cụ giống như là nồi chắc bàn ghế này kia đó.
Thì cái miễu này á, cũng nhờ là vừa rồi cháu là được mạnh thường quân đó, không biết tên gì, nhưng mà giúp được cái số đồ gia dụng gì cho nên năm nay cúng nó thoải mái, chứ mỗi năm thiếu dữ lắm. Trời ơi, ta là năm rồi đang cúng cũng chạy đi mua ly thêm, mua này mua kia, ta là bị nó thiếu đủ thứ hết trơn á. Giống như mình chia sẻ luôn đi ông Út ha. Giống như là đợt rồi là bà con người ta đi khoảng nhiêu rồi đầu bà mình động lại khoảng bao nhiêu á? Thì cái đó thì bà con người ta đi cỡ chừng 40-50 triệu á. Nhưng mà cái thiếu trước hụt sau. Hôm đó làm cái bếp này nó cũng còn là duy trì lợi số nợ, rồi số là đi quà Tết, chúc Tết này kia các mạnh thường quân đó. Rồi dồn lại thiếu nợ ông này cũng là ổng ứng ra 6-7 triệu á. Rồi Út mới là mua là 3 cái bê, rồi 3 nước sơn, rồi là với mướn nhân công, rồi với bóng đèn cũng nữa là 2 cái, dồn lại 7-8 triệu nữa đó. Đó nó vậy đó, thành ra cái chút rồi nấu nướng này nọ đó, thành ra còn dư là cỡ 20. 25 chứ, rồi mua cái miếng đất đó là như 15. Rồi là còn lại như 10 triệu đó. Đó là gì rồi đó. Rồi, thì hôm nay thì con tới đây thì được chị Jennifer Nguyễn có gửi về cho con là 1.000 USD á. Gút bên custom với nhành á là được 22.800. Rồi. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Rồi. Đây, cái phần này là 20 triệu. Rồi, cảm ơn ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 triệu nữa ha. Rồi. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 800 nghìn. Rồi. Dạ. Rồi, thôi bây giờ như nè, Út xin mà thay mặt cho ban miễu có đôi lời chân thành để cảm ơn cái mạnh thường quân nó có cái lòng ưu ái để giúp đỡ cái miếu để mà chúng tôi xây dựng cái nền đó. Này là tôi thay mặt cho ban để cảm ơn cái mạnh thường quân đó. Thì đợt rồi á là chị tính gửi cái phần tiền này, tại vì đợt rồi là lúc mà con quay trên miễu á thì chị cũng có coi video thấy là ông Út với lại mấy ông ở đây là dự kiến là mua đất ca thêm nên là chị tính gửi về để mà phụ số tiền đó đang mua đất ca thêm, nhưng mà do là bây giờ là con không báo lại là nói là ông Út mua rồi cho nên là chị nói là bây giờ số tiền này nếu mà có xây dựng lên thì chị sẽ phụ vô cái phần xây dựng cho miễu bà. Rồi cảm ơn, vậy là cảm ơn. Vậy là mình có tính cái phần xây dựng này kia hết trơn thì cái này nè, cái phần xây dựng này á, thì ông Út á, có thông qua với thợ hồ người ta. Thì cái thợ hồ người ta cho cái lăng á, là cái chương trình mà bảng giá nè đó. Cái này vừa giá đó, coi coi vừa giá rồi vừa là bơm cát này kia các cái đó. Có tính số tiền không? Có luôn có. Đây tổng số tiền mà mấy ông tính là 54.080.000 nha cả nhà. Cái phần này á, là cái phần cái nền thôi, do là cái khu vực cái mình mua phía sau đó là thuộc về phần hầm hố, cho nên là cái mình xây dựng thì nó cũng hơi đắt đỏ chút xíu, lại mình là phải làm, mình phải dọng cừ, mình đóng trụ rồi cho nó chắc chắn, bị sợ lòng hầm nó sẽ lòng hầm nó, nên là mấy ông là làm tính chứ này là nó cho cái phần sau đó là nó chắc chắn á. Cái này là phần sắt nè, rồi sắt thì có 16, 14, 12, sắt 6,
rồi sắt tay dê, dây cột, nói chung là đá, đồ xi măng, các đá cái đủ cừ, hết, gạch, đồ cát xây đồ luôn á, là tổng hết trơn luôn là 38.080.000. Tiền thợ thì tầm khoảng 10 triệu. Cái này họ mình mướn ngày hay là mướn ngày? Mướn ngày. Là mướn ngày. Ngày ha. Mướn ngày. Dạ. Nữa là 48.080.000. Rồi sau khi mà mình hoàn thành cái nền xong xuôi hết là mình bơm cát vô thì một ghe cát 30 khối thì nó tầm khoảng 6 triệu nữa. Đó. Là tổng hết luôn là 54.080.000. Ừ, đúng. Do rồi. Là cái kinh phí của cái phần miễu bà thì nó cũng có giới hạn á. Cho nên là vừa rồi thì cũng chích ra để mà mua phần đất phía sau. Rồi bây giờ mình xây dựng thì mấy ông dự kiến là tiền trong tay thì mình cũng không làm gì hết, cho nên là mình sẽ có được bao nhiêu mình sẽ xây dựng bấy nhiêu đó cả nhà. Thì hôm nay thì được chị Jennifer Nguyễn có gửi thêm cái phần tiền để mà tặng cho miễu bà để mà xây dựng thêm thì cũng được vô một phần nữa. Thì tiền nghỉ chắc cũng còn thiếu một chút đỉnh nữa, khi nào mà đủ số tiền á, thì các ông sẽ kêu họ lại rồi kêu vật tư lại thì mình sẽ làm luôn nha. Rồi đây đúng cái rồi. Phần miễu rồi. Phần miễu là đợt rồi là mình còn lại là 11 triệu đúng không? Đúng. Cái gì đó? 11 triệu mà đợt này chị Jennifer Nguyễn là gửi tặng cho là 22.800. Là tổng cộng là cái phần mà mình có được trong tay đó là 33.800. Nhưng mà phần xây dựng thì nó 54.080.000. Thì trừ cái phần tiền mình còn lại thì thiếu tầm khoảng là 21.080.000. Nó khi nào mình quyên góp đủ cái số tiền là 21.080.000 thì các ông sẽ mình đứng ra xây dựng luôn. Xây dựng luôn cái nhà, giống như là cũng vận động bà con ở đây một phần nào đó, như có chút nào thì mình đỡ chút đó vậy đó. Khi nào đủ số tiền thì mình sẽ làm luôn. Hy vọng thì các mạnh thường quân sẽ đủ duyên để mà giúp đỡ thêm cái phần miễu bà để cho nó rộng rãi, nó khang trang hơn nữa. Do đợt này là tính ra là mình dự kiến là mình mua thêm cái phần mé trên đó là mình rộng rãi luôn. Nói gì nhưng mà ngặt cái người ta nói để người ta giữ lại cái di tích của ông cha gì đó, thật ra người ta năn nỉ quá mà cũng không bán. Chứ không phải bán được cái nó đẹp sao đâu. Vậy là lần này mình làm ra là bề ngang 2 thước mấy, là bề dài 8 thước, là mình cố định luôn. Đó, nó cố định luôn. Đúng rồi đó. Vậy là đâu còn đất nữa mà sửa chữa. Là cái phần nhà tắm thì mình sẽ về ra cuối phía sau. Kể đó. Ra mình dời các cái ở trong này là ra nên cho nó rộng. Nhưng mà dời ra hết thì trong này nó mới thoải mái được. Đó, nó vậy. Tại vì thường thường á, là tới lễ miễu đồ này kia cả nhà thì cái phần nấu ăn á, thì người nào nấu món nào thì chỉ có một người đứng nấu thôi. Đó, cho nên là vậy. Mình sẽ di chuyển ra phía đó là nó không có chặt chội. Đó. Giống như ở trong này thì nó mình sẽ có một số ông cô chú á, với lại ngồi chị đó. Mình ngồi mình sắt rau củ đồ này kia nó sẽ thoải mái mà cái phần mà nấu nè. Nấu nướng rồi mình đứng hoặc là củi lửa đồ thì nó sẽ không có va chạm với mấy người mà đó này kia, cho nên là mình sẽ về ra phía sau thì thứ nhất là không nguy hiểm nè, cái thứ hai nữa là mình mua phần thêm đó để mình làm thêm một cái phần sàn nước mình về nhà vệ sinh luôn, do là cái nhà vệ sinh thùng nước tại. Luôn rồi vậy thôi thì cái phần này á, thì sau khi con đăng video rồi lên á, thì có mạnh quân nào có duyên với bà thì sẽ ủng hộ hoặc là tặng cho miễu bà ha ông Út ha. Rồi dạ, có ai nữa thì con sẽ lên tiếp tục. Rồi ông Út ở đây thì cũng vận động bà con ở đây với rồi. Được nhiêu thì mình sẽ được nhiêu cho bà hay nhiêu. Dạ nói vậy. Rồi giờ cuối video rồi ông Út nói cảm ơn một lần nữa thì thôi bây giờ là cũng cái phần cái chương trình nó đã xong thì thôi ông Út xin thay mặt cho ban miếu để cảm ơn một lần nữa. Dạ. Mạnh thường quân đã có lòng ưu ái để giúp cho ban quản lý chúng tôi để xây dựng cái nền bếp. Dạ. Để cho được cho nó hoàn hảo. Dạ. Xin cảm ơn. Rồi thì tỉnh giờ thì cũng đã trao phần tiền xong thì tiền cũng nhắc lại là cái phần mà tổng ở miếu có được với lại hôm nay chị tặng cho bà là 33.800.000 nhưng mà phần xây dựng của mình là tới 54.080.000 thì cái phần đó mình còn thiếu lại là 21.080.000 nữa. Thì cuối video thì tiền cũng thay mặt cho ban miếu, cho các ông ở đây với lại bà con nơi đây thì cảm ơn chị Jennifer Nguyễn rất là nhiều nha, đã dành tặng cho miễu bà là 1.000 USD. Em chúc chị và gia đình lúc nào cũng có nhiều sức khỏe nè, công việc thì lúc nào cũng thuận bờm xuôi gió nha chị, để tiếp tục giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh hoặc là cho miễu bà nữa.
Thì cao Tiền cũng cảm ơn cả nhà lúc nào cũng luôn quan tâm và theo dõi video của Tiền. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà cô chú anh chị video sau nha. Bye.